trọng thần không có tám vạn đại trùng vì sao vì căn lành của bồ tát này càng tăng vượt khỏi thế gian căn lành như thế dần dần tăng trưởng như thế như thế thân tâm thành tịnh thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tâm bồ tát này vì sao thanh tịnh phật bảo thiện hiện các Bồ Tát này căn lành như thế dần dần tăng trưởng, trong tâm vĩnh viễn không còn tất cả những việc nịnh hót, quanh co, kiêu căng, lừa dối. Đều như thế, như thế, do nhân duyên ấy, tất cả phiền não và bất thiện khác vĩnh viễn dứt hết, cũng vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, mau thẳng đến quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, do vậy nên biết tầm thường thành tịnh lại nữa thiện hiện. Các Bồ Tát này không trọng lợi dưỡng, không màng tiếng khen, tâm xa lìa keo kiệt, ghen ghét. Thần không lỗi lầm, nghe Pháp sâu xa, tâm không hề nhầm lẫn, trí tuệ càng bền vững. Cung kính, tin nhận, theo sự lắng nghe đều có thể hội nhập bát nhã, bà làm mật đa sâu xa. Các việc tạo tác sự nghiệp ở thế gian cũng nương phương tiện thiện xào của bát nhã, bà làm mật đa mà hội nhập Pháp tánh, không thấy có một việc nào ra khỏi Pháp tánh. Giả sử có thì không tương ứng với Pháp tánh cũng thường phương tiện hội nhập lý thú sâu xa bát nhã bà làm mật đa do vậy không thấy ra khỏi pháp tánh lại nữa thiện hiện các bồ tát này giả sử có ác ma hiện trước mặt hóa làm tám địa ngục lớn trong mỗi địa ngục hóa làm vô lượng trăm ngàn bồ tát đều bị lừa giữ xèn nhau đốt cháy bảo bồ tát các bồ tát này đều do được thọ ký đắc bất thối chuyển nên đọa trong địa ngục lớn như thế, thường chịu khổ lớn dữ dội như thế, các bạn đã được thọ ký bất thối chuyển sẽ như hạng này, chịu khổ lớn như thế, thế nên các bạn hãy mau chóng rời bỏ tâm đại bồ đề mới có thể thoát khỏi khổ này, sẽ được sanh lên trời, họ sanh trong loại người giàu sang phú quý, tự do thọ lãnh các thú vui. Khi ấy các Bồ Tát thấy nghe việc này, tâm Bồ Tát chẳng lay động, cũng chẳng kinh sợ, chỉ nghĩ nếu các Bồ Tát đã được thọ ký bất thối truyền Bồ đề mà lại đọa nẻo ác, chịu các khổ não như phạm phu ngu si thì chắc chắn không có lẽ đó. Việc thấy nghe này nhất định là do ác ma tạo ra, nói ra đều chẳng phải có thật lại nữa thiện hiện các bồ tát này giả sử có ác ma giả làm sa môn đi đến chỗ người đó nói thế này bạn trước đây đã nghe và thọ trì đọc tụng kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa đều là tà thuyết nên mau xả bỏ chứng cho là chân thật các bạn nếu có thể mau xả bỏ thì ta sẽ dạy các bạn phật pháp chân tịnh làm cho các bạn mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề những gì bạn đã nghe trước đây chẳng phải thật là lời của phật dạy những văn tụng như thế dễ chắc lướng dối, những điều ta nói mới đúng là lời Phật dạy. Thiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát nghe lời như thế, tâm dao động kinh sợ, nghi ngờ, thì nên biết chưa được thọ ký bất thối chuyển. Nếu các Bồ Tát nghe lời như vậy, tâm chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ theo pháp tánh Bồ Tát, vô tướng, vô sanh mà an trú, thì nên biết đã được thọ ký bất thối chuyển. Các Bồ Tát này có làm việc gì, chẳng tin lời người khác, chẳng theo sự chỉ dạy của người khác mà bị truyền theo. Như A-La-Hán làm việc gì, chẳng tin lời người khác, luôn chứng pháp tánh, không nghi, không lầm, tất cả ác ma chẳng thể lai động. Bồ Tát bớt thối cũng thế, tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo, các ác ma vân vân chẳng thể phá hoại, làm cho thối lui Bồ Đà. Lại nữa thiện hiện, các Bồ Tát này giả sử có ác ma đi đến chỗ họ, dối hiện làm bạn thân, dối nói thế này. Việc các bạn thực hành là pháp sanh tử, chẳng phải là hạnh Bồ Đề, nên các bạn nên tu đạo tận khổ, mau dứt các khổ được bát Niết Bàn, thân khổ hiện tại còn nên nhàm chán, xả bỏ. Huống lại ưa thích chịu thân khổ đương lai, nên suy xét kỹ, bỏ sự tin tưởng trước đây. Các Bồ Tát này khi nghe lời ấy, tâm chẳng kinh sợ, nghi ngờ, chỉ nghĩ nói như thế nhất định là ác ma. Ác ma lại bảo Bồ Tát muốn nghe hạnh vô ích của Bồ Tát chăng nghĩa là các Bồ Tát trải qua số hút đại kiếp như các sông hằng, đem vô lượng các thứ đồ thượng diệu, cúng dường chư Phật đầy đủ, lại ở chỗ chư Phật nhiều như các sông hằng, tù vô lượng các phạm hạnh khó thực hành gần gũi phụng thờ chư Phật Thế Tôn nhiều như các sông Hằng. Thử hỏi vô lượng vô biên Bồ Tát việc nên tu học, nên an trú thế nào, nên hành thế nào, nên học thế nào. Các đạo Bồ Tát, chư Phật Thế Tôn nhiều như các sông Hằng, như điều thưa hỏi thứ tự giải đáp. Các Bồ Tát kia như lời dạy mà an trú, như lời dạy mà thực hành, như lời dạy mà học tập, trải qua vô lượng kiếp còn chẳng thể chứng sở cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống này các bạn có thể chứng đắc, Bấy giờ Bồ Tát nghe nói như thế nhưng tâm chẳng dao động cũng chẳng nghi ngờ. Khi ấy ác ma ở ngay chỗ ấy lại hóa làm vô lượng hình tướng bí xô bảo Bồ Tát. Các bí xô này ở quá khứ trải qua vô số kiếp tù vô lượng các pháp hạnh khó thực hành nhưng không thể đắc vô thượng Bồ Đề này đều thối nuôi trụ quả A-la-hán. Thì làm sao các bạn có thể chứng Bồ Đề các bồ tát này thấy nè việc như vậy xong liền nghĩ nhất định đây là ác mà vì quấy rối ta nên làm những việc như thế nhất định không có bồ tát tu hạnh bát nhã bà làm mật đa đã đến địa vị viên mãn mà chẳng chứng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề lùi trụ địa vị thành phần độc giác vân vân lại nghĩ nếu các Bồ Tát như lời Phật đã dạy tu hạnh Bồ Đề mà chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì chắc chắn không có lẽ đó. Nên biết những điều thấy nghe của ngày hôm nay nhất định là của ác ma làm ra nói ra. Lại nữa thiện hiện các Bồ Tát này giả sử có ác ma làm ra hình tướng bí xô đi đến chỗ vị ấy nói thế này. Chí nhất thiết trí cùng hư không đồng nhau lấy hít không tánh làm tánh tự tướng vốn không các pháp cũng như thế hoàn toàn không sở hữu trong đây không có pháp nào có thể gọi là năng chứng cũng không có pháp nào có thể gọi là sở chứng nơi trốn chứng thời gian chứng và do đế chứng đều không thể đắc tất cả pháp cũng hư không đã đồng nhau lấy không tánh làm tánh tự tướng vốn không thì các bạn vì lẽ gì cam chịu khổ nhọc cầu chứng quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề một cách lúng cuồng trước đây bạn đã nghe các chúng bồ tát nên cầu quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề đều là ma nói chẳng phải thật là lời của Phật dạy các bạn nên bỏ tâm đại bồ đề chớ dối vì người luống chịu khổ nhọc khi nghe người kia nói các Đại Bồ Tát này có thể biết như thật đó là việc của ác ma muốn làm thối thất tâm Đại Bồ Đề của ta, ta phải nên bền vững tâm trí, chẳng nên tin lời ác ma nói. Lại nữa thiện hiện, các Bồ Tát này nếu muốn điều tâm nhập bốn tịnh lự, tùy ý có thể nhập, an trú tự tại, vì độ hữu tình nên sanh trở lại cõi dục, tùy sanh lại cõi dục nhưng chẳng nhiễm dục, cũng chẳng thối mất sự tù tịnh lự lại nữa thiện hiện các bồ tát này chẳng quý danh tiếng chẳng đắm khen ngợi đối với các loài hữu tình không có tâm sân giận thường muốn làm cho hữu tình được lợi ích an vui thủ thắng qua lại vào ra tâm không tán loạn đi đứng tới lui oai nghi thường trụ chánh niệm vì hữu tình nên tuy ở tại nhà nhưng chẳng tham đắm nơi đó mặc dù hiện thọ dục lạc nhưng thường chán sợ như đi qua đường nguy hiểm tâm luôn kinh sợ dù có sự ăn uống nhưng lo sợ chẳng yên chỉ nghĩ khi nào mới ra khỏi chỗ hiểm nạn này tuy hiện thọ dụng các thứ của báo nhưng chẳng tham ái, chẳng dùng tà mạng phi pháp để nuôi sống, thà tự vẫn mà chết không tổn hại người. Vì sao? Vì các Bồ Tát này hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, là tôn quý trong loài người, là thiện sĩ trong loài người, là long tượng trong loài người, là hoa sen trong loài người, là điều ngự trong loài người, là dõng kiện trong loài người, vốn vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Hiện ở tại nhà, phương tiện, làm lợi ích đâu vì việc tự nuôi sống mà làm tổn hại người. Vì sao? Vì các Bồ Tát này được năng lực phương tiện thiện xảo của bát nhã và làm mật đa sâu xa hộ trì vậy. Lại nữa, thiện hiện các Bồ Tát này có chủ thần dược xoa cầm trùy kim cang, thường theo hai bên âm thầm bảo vệ, không để tất cả oai lực tà mị của nhân phi nhân vân vân làm tổn hại thân tâm. Do nhân duyên này, các Bồ Tát này mới đến quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề thân ý thư thái thường không cuồng loạn đủ tướng trượng phù các cằn viên mãn tầm thực hành đều thiện thường tu tịnh mạng chẳng hành huyễn thuật xem tướng tốt xấu chú cấm quỷ thần hòa hiệp thuốc thang dụ vạt tôi tớ kết thân với người giàu sang khinh lần thánh hiền gần gũi nam nữ chẳng vì danh lợi mà khen mình trên người chẳng đem tâm nhiễm nhìn ngắm cười dỡn giới kiến thanh tịnh trí tánh thuần chất lại nữa thiện hiện, các Bồ Tát này đối với văn trường kỹ nghệ của thế gian, tùy giỏi giang khéo léo nhưng chẳng ưa đắm, vì thấu đạt tất cả Pháp chẳng thể đắc vậy, đều xác địa sự thu nhiếp của lời tạp uế tả tạ mạng đối với các sách luận của thế tục ngoại đạo, tùy cũng biết tất cả nhưng chẳng ưa đắm, vì thông đạt tất cả Pháp bản tánh là không. Lại các sách luận của thế tục ngoại đạo, lý sự thuyết ra, có nhiều tăng giảm, chẳng phải tùy thuận đạo Bồ Tát vậy lại nữa thiện hiện các bồ tát này có các tướng hành trạng khác ta sẽ phân biệt chỉ dạy cho ông đó là Bồ Tát kia hành bát nhã bà làng mật đa sâu xa, đã các pháp đều không nên chẳng ưa quan sát luận nói các việc như là việc vua, việc giặc, việc quân, việc chiến tranh, cảnh ấp xóm làng, voi ngựa xe cộ, y phục ăn uống giường nệm, hương hoa, nam nữ tốt xấu, vườn rừng ao hào, núi biển, chẳng ưa quan sát luận nói các việc của quỷ thần dược xoa, na sát xa, vân vân, chẳng ưa quan sát luận nói các việc ở ngã tư đường, chợ búa hàng quán, lầu vác, cửa hàng buôn bán, chẳng ưa quan sát luận nói các việc ca múa hát sướng đùa giỡn chẳng ưa quan sát luận nói các việc đảo lớn đảo nhỏ thuyền bè cầu cống trầu bóng chẳng ưa quan sát luận nói các việc ngày giờ sao hạn gió mưa lạnh nóng tốt xấu chẳng ưa quan sát luận nói vô số các việc nghĩa phát vận tụng trái nhau chẳng ưa quan sát luận nói các việc tương ứng với phàm phu độc giác thành văn chỉ ưa quan sát luận nói các việc tương ứng với bát nhã ba la mật đa các bồ tát này thường chẳng xa lìa tác ý tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết chẳng ưa trái chống ưa ừ giảng hòa việc tranh tụng thường mong cầu tránh pháp, chẳng ưa phi pháp, thường hâm mộ bạn tốt, chẳng ưa bạn xấu, ưa nói pháp, xa lìa nói phi pháp, vui được thấy như lai, mừng được gặp chúng xuất gia, cõi nước trong mười phương có Phật thế tôn tuyệt thuyết pháp yếu, nguyện được sanh đến đó, gần gũi cúng dường, lắng nghe tránh pháp. Các Bồ Tát này phần nhiều từ cõi trời, dục giới, sắc giới, sanh đến cõi người trong nước trầu thiện bộ, giỏi về kỹ nghệ, chú thuật, kinh thơ, địa lý, thiền văn và nghĩa lý các pháp hoặc sanh ở biên giới của thành lớn nước lớn làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Lại nữa thiện hiện các Bồ Tát này hoàn toàn chẳng tự nghi ta thối chuyển hay là bất thối chuyển đối với pháp ở địa vị của mình cũng chẳng sanh nghi ngờ là có hay là không có. Đối với các việc mà có thể hiểu rõ hoàn toàn như dự lưu đối với pháp ở địa vị của mình hoàn toàn chẳng nghi ngờ, giả sử có ác ma dùng đủ cách mê loạn cũng chẳng thể làm lay động